Chào các bạn, tôi là Minh Thắng, đang phụ trách chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Hoa Sen. Trong thời gian vừa qua thì chương trình có nhận được một số cái câu hỏi liên quan tới chương trình và hôm nay tôi sẽ hệ thống lại và trả lời giải đáp thắc mắc cho các bạn. Về câu hỏi đầu tiên là những điểm nổi trội của chương trình Thạc sĩ tại Đại học Hoa Sen. Thì điểm nổi trội của chương trình Thạc sĩ Đại học Hoa Sen đó chính là chất lượng từ chương trình đào tạo đến đội ngũ giảng viên, chất lượng từ dịch vụ chăm sóc học viên cho đến cộng đồng sinh viên tham gia học tập và sinh hoạt ở đây. Về chương trình, đặc biệt là về chương trình đào tạo thì hiện tại Đại học Hoa Sen đang thiết kế chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh theo tiêu chuẩn chất lượng ICP của Hoa Kỳ. Ngoài cái việc là đáp ứng cái tiêu chuẩn chất lượng danh giá này thì Đại học Hoa Sen cũng mạnh dạn bổ sung vô một số những cái môn học mới mang tính đột phá và nắm bắt những cái xu hướng trên thế giới, ví dụ như sáng tạo mô hình kinh doanh, ví dụ như xã hội số, hoặc là những cái môn để kích thích tư duy sáng tạo, thiết kế doanh nghiệp. Chương trình được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái kiến thức và kỹ năng họ có được cho tận tình cho học viên. Chuyển qua đến câu hỏi thứ hai, ai sẽ là đối tượng của cái ngành học này? Thì đối tượng của ngành học này khá là đa dạng. Một cái trải nghiệm của bản thân tôi rất là thú vị khi đứng lớp cái chương trình này là đối tượng các anh chị học viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau. Những người này có những cái đặc điểm chung là họ đều có cái mong muốn là tích lũy những cái kiến thức, kỹ năng để mà có thể làm tốt hơn cái công việc hiện tại của họ. Họ có cái hoài bão có thể thăng tiến hơn trong cái công việc của mình. Vậy cái đối tượng thứ nhất có thể kể đến đó chính là các anh chị nhân viên đang đi làm hoặc là những người quản lý mong muốn làm tốt hơn, mong muốn phát triển tốt hơn nữa ở công việc của họ. Đối tượng thứ hai đó chính là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, các bạn mong muốn có được cái kiến thức cũng như là cái trải nghiệm, những cái năng lực đặc biệt để họ được giao những cái trọng trách trong đơn vị của họ. Có một cái nhóm đối tượng nữa cũng khá là thú vị là các bạn học trái ngành. Thì các bạn này có thể rất là giỏi về chuyên môn, nhưng khi các bạn bước chân vô doanh nghiệp thì các bạn sẽ thiếu một cái nhóm kỹ năng về quản lý. Nhóm người học cũng khá là nhiều, đó là những cái bạn có mong muốn được khởi nghiệp hoặc là các bạn đang quản lý rồi mà muốn vận hành công ty của mình cách trơn tru hơn, hiệu quả hơn, thì cũng là cái đối tượng học viên của chương trình MBA ở Đại học Hoa Sen hiện tại. Tôi nghĩ nếu như các bạn có cái dự định để mà phát triển mình hơn nữa trong bất cứ một công ty, một tổ chức nào thì xin hẹn gặp lại các bạn chương trình MBA ở Đại học Hoa Sen. Cảm ơn các bạn.